Còn tôi sợ nghe, tôi đâu coi đâu đó, giờ tôi không coi. Bữa đó ra ngồi sao nó rung trăng, nó cứ làm hù hù, tôi tụt xuống gì luôn, hút ba cái luôn mới tụt xuống gì á. Nó gùi gan như là giờ nó xấy vậy đó, rung ao 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 luôn. Là lúc đó có gió gì không? Không có gió gì, cái gì nè, gan gì nè, phải là hù hù luôn. Dạ, tôi sợ tôi tụt xuống gì luôn, giờ ấp trăng tụt xuống gì luôn. Nam mô chư Phật, nếu mà trường hợp đây là có người khuất mặt ở đây là rung chuyển là nguyên nha. Đây luôn là cả nhà. Nếu như là nếu như một người nào đó mà dùng để sức này cũng không thể nào làm được. Em đương nằm vậy là nó ở dưới cái điểm của nó là nó chọt lên. Nó chọt lên có khi em sợ ma quá, em khóc, em kêu ba ơi ba, em thấy bóng người, em kêu ba ơi ba. Sao mà có người ở dưới kìa. Ông nhìn lên thì thấy có bà già với nhỏ nít nó quắn cằn cầu ngang vậy. Bắt đầu nó chụp mình không à. Đã từng kêu thầy đến đây chưa? Có mười mấy ông mà đã chú. Để cho mọi người biết rằng là ở đây có sự hiện diện à, thì mình có thể làm một lần nữa được không ạ? À, đứng gần ở đây nè. Sợ gốc luôn á. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Thưa cả nhà, Trung đang ở ngay vị trí này là khu vực tại tỉnh An Giang. Ở đây xuất hiện một cái điều hết sức là lạ, thưa cả nhà, rất là lạ. Là ở đây có một cái ngôi nhà là tự động nó rung lên cả nhà. Nó rung lên, không hiểu vì sao, lý do vì sao rung. Hôm nay thì Trung sẽ đi đến đây để mà tìm hiểu thực tế là sao nó rung. Rung là do có vì điều gì. Thưa cả nhà, đây là một trong những cái nơi hàng xóm á. Dạ, thưa anh. Cho em nói thăm một xíu anh. Yeah. Ở đây em nghe nó có một cái nhà mà nó tự động nó rung không anh? Dạ dạ có. Là nhà ở chỗ nào à? Nhà bên đây nè. Bên đây hả? Dạ. Ủa là sao ta nó tự động nó rung hay sao? Em cũng không biết rồi, cái đó tự động á, tự sao mà rung không từ đó giờ. Dạ từ lúc nào nó rung vậy cô? Cắt nhà mới lên là giờ lên rung tới giờ luôn á. Là cắt bao lâu rồi? Cắt cũng mấy năm nay rồi, cũng lâu rồi. Mà nó rung là nó rung sao, là rung lúc nào mới rung hay là chàng ơi mỗi lần á giấc bằng ngày cũng rung mà tối cũng rung nhiều bằng ngày mà thời sách đố nha, nói có tôi lạ này rung này tôi biết là lại rung liền. Nó làm như là còn tôi sợ nha, tôi đâu coi đâu đó giờ đâu coi. Bữa đó ra ngồi sao mà nó rung trăng, nó cứ làm hù hù, tôi tụt xuống gì luôn, hút ba cái luôn mới tụt xuống gì á. Nó gùi gan như là giờ nó xấy vậy đó, luôn ao 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 luôn. Là lúc đó có gió gì không? Không có gió gì, cái gì nè, gan gì nè, phải là hù hù luôn. Dạ, tôi sợ tôi tụt xuống gì luôn, giờ ấp trăng tôi cũng gì luôn. Ngày xưa là buổi tối nó rung hả? Ừ. Rồi bây giờ sao? Bây giờ còn ngày cũng rung, cái ngày vô là nó rung liền luôn. Ngay giấc nó rung đó. Nhớ tối rồi nè, sẩm trời đó. Là có người lạ vô là nó rung lên. Dạ rung rồi. Còn rung anh nói nè, đâu tôi lạ người lạ này rung cho tôi biết coi, lại rung liền cho em coi, rung liền luôn. Sao chị nói nghe nổi như gà vậy? Ừ, tôi lại đây tôi uống ga bằng não trơn á mà tôi bữa đó ra ngồi trơn, trời ơi mới 5 giờ 4 giờ mấy rồi. Tôi ra ngồi rung ba cái tôi cũng về luôn. À, như là bão luôn hả? Dạ. Ngã trên nhóc nhà nghe xẹn xẹn luôn á. Dạ. Nhưng mà theo chị là đây là cái hiện tượng gì mà sao nó lại rung vậy? Không biết nữa, không biết hiện tượng gì luôn. Em nghĩ là chắc là do cái địa chất ở đây không? Giống là nhà cửa ở đây rồi địa chất đây tự động nó làm cho cái nhà nó rung không? Có là người ta mấy ông thầy chùa thầy pháp nói là hồi đó cái nhà của bà cắt kia kìa, cắt bự quá làm như lên cái mã của người ta. Rồi mà thành thử ra nó rung vậy đó. Mà đâu có đâu, các cái gan cũ luôn đó. Mã rung vậy đó. Lúc đó ngôi nhà là ở một cái mảnh đất trống luôn hả chị? Ừ dạ, không, đất của chị ở đó luôn. À, là bên nhà nước cắt cho cái nhà đó. Dạ, nhà nước cắt đó. Nhà đó nhà tình thương rồi. À dạ. Trời ơi, nghèo người ta cho gạo ăn không mà, chứ đâu có làm gì có tiền nó mua gạo ăn. Nhưng mà về cái nhà rung ở nhà mình nói, nếu mà nói về tâm linh đó thì thực sự mà nói là mình cũng không biết luôn á, ở đây không mình biết cũng, luôn. cũng chưa tin lắm đâu, tại vì việc mà tâm linh là ban đêm thì được, thì còn ban ngày mà là có chuyện đó là không, ban ngày thích đố mới rung, còn ban ngày không có thích đố là không rung đâu. Thích đố là thích đố sao chị? Nó nói nè, tôi lạ nè, lỡ rung cho tôi biết coi, lại rung liền luôn. Wow, là giống như là có một người nào đó dạ, nghe mình nói vậy đó. Rồi cái là mình nói xong là mình thích đố lên cái là rung. Dạ rung liền. Cái nói nhất tiếng là rung liền đó. Nghe thấy mà ấn lạnh. Tôi ở đâu có thích đấu gì đâu, tôi ngồi chơi mà rung tôi quán hồn. Để Trung sẽ vô tìm hiểu cụ thể. Vô đó mình tìm hiểu à. Thực tế là nó như thế nào, thực sự là nói là câu chuyện tâm linh thì mình cũng
không có tin lắm, không tin lắm vào việc câu chuyện tâm linh đâu. Ở đây thì có thể là do địa chất nó là tạo lên cái gì đó mà nó lại rung. Chứ còn mà nếu mà người ta nói lan truyền như vậy thì thật sự mình cũng chưa tin lắm cả nhà. Bây giờ thì chắc là lẽ là đường vô nhà đâu không chị? Dạ dạ. Theo như người dân chỉ cả nhà thì cái nhà trước mặt cô Trung là cái nhà mà nghe nó rung đó nhà. Đây đi vô trong đó là một cái nhà sàn, đó là một cái nhà sàn. Chưa hết mà thấy nổi da gà. Nhất cha chưa vô tới nơi là mưa luôn rồi. À, anh cho biết mình tới sao mưa ngay lúc này luôn trời. Lung coi, lung cho mấy chú này coi coi. Ồ kêu như vậy luôn hả? Nó rung hoài luôn. Ồ rung kìa. Rung đó, rung liền liền. Đó, đó, thấy chưa, bữa nay mưa rồi. Mưa, một con rung đó, mưa đặt thì ai là mưa. Quá. Nó nổi dây gà trời. Cái nhà mặc dù bên ngoài đang có mưa nha, nhưng mà cái nhà này giống như là bên trong là có ai đó đang đẩy cho rung lên đấy. Wow. Ở nhà. Anh là chủ nhà đây phải không anh? Dạ. Cái hiện tượng này là nó xảy ra tính ra bao lâu rồi anh ha? Năm mấy nay, năm rưỡi nay. Dạ. Anh tên là gì? Tình Khôn. Tình Khôn hả? Dạ. Thường là mình nhìn thấy là ở ngay chỗ đây anh Thanh. Ngay bàn thờ đấy hả? Dạ. Dạ. Ví dụ là có người lạ vô đó. À người lạ vô là kêu là nói gì đó thì sẽ rung lên. Dạ. Dạ. Ở đây là bàn thờ anh Thanh. Cái này của ông về vợ. Dạ. Không có nhà đó ổng mất rồi đem về đây bàn thờ luôn cái gì đó. Đây cũng là bàn thờ của quyền luôn sao à? Dạ. Cái vị trí mà là đây là thường hay đó. Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà trường hợp đây là có người khuất mặt ở đây đó. Đó cái nhà mình mới vừa nói thôi là ý mình nói luôn. Wow. Mình cảm nhận nổi da gà luôn á nha. Dạ. Rung chuyển mà nguyên nhà. Lại luôn rồi cả nhà. Đó. Lúc này đây là gió đã im lặng cả nhà, đã im hết trơn luôn rồi. Nhưng mà nó lại xảy ra hiện tượng hết sức là kỳ lạ luôn. Thưa anh là trường hợp này là buổi tối là mình có biết không, nó thường hay như vậy không? Buổi tối nào nó cũng làm vậy chứ. Dạ. Nó bữa tối nào nó cũng rung cái giật 7-8 giờ, rung cái giật tới 11-12 giờ. Rồi giờ đó xong rồi mình có lúc mình ngủ chưa? Chưa ngủ nữa. Sao mình không đi ngủ mà có ngủ được đâu. Cứ rung mít như vậy luôn. Dạ, có ngủ được đâu. Không biết là sẽ rung mạnh là cỡ nào mà mình lại là rung mạnh hơn hồi nãy nữa. Dạ. Giấc tối rung mạnh hơn hồi nãy. Cái kiểu nó làm cho mình thức giấc vậy. Dạ. Bây giờ muốn chợp mắt ngủ cũng không được luôn. Thì gần cái mới sao để gắn vô giật hoài vậy đó, ngủ không được. Dạ. Để hỏi chị chủ nhà đây một xíu. Dạ. Đây là vợ của anh đúng không? Dạ. Chị, cái trường hợp này á là theo theo chị đi, theo chị đang nghĩ là trường hợp này là sao chị?
tôi cũng không biết cái gì luôn. Cũng không hiểu là hiện tượng gì luôn hả? Không. Dạ. Rung thì biết rung vậy thôi chứ không biết cái gì. Rồi mình có từng đã từng kêu thầy đến đây chưa? Có mười mấy ông mà đó chú mà không có trị được cái gì hết trơn. Người ta mà đã thấy tôi kêu biết rồi. Dạ. Đem lợi dùm không đó. Tụi thầy đến đây có làm gì không? Có, làm tùm lum luôn á. Bùa làm đồ không à. Không hết á. Bùa treo đại nhà trơn luôn á, mà không hết á. Vậy có khi nào không phải đây là tâm linh không? Nếu thầy tới thì phải là bớt chứ sao lại là... Thầy tới làm hung ấy nữa. Nhiều hơn. Nhiều nữa. Đã hết ngủ luôn đó, sáng đêm đó luôn đó. À, ví dụ thầy tới là sẽ ở nhà cũng rung lên nữa hả? Có. Rồi thầy có khi nào bị cái gì đó không? Có bị bữa đó ông có ngồi đó đó bị thọt đó. Bị thọt. Nhẹ nhõm hai ba lần luôn á. Cậu đít đúng không? Không đít. Là đang ngồi ngồi vậy. Thọt dưới thọt lên. Giác mà. Kẻ hả? Kẻ đó. Dạ dạ dạ. Mà ông chung với sàn liền không thấy ai trên. À ông dạ. Chung lên thì ông gặp bị thọt đó. Dạ. Ông chị cũng đang chị ở nhà đó. Rồi ổng có lại nữa không? Không, chị? Tới giờ nghỉ luôn. Giờ ông gặp thọt ông sọt ông chạy luôn. Là chạy hết luôn. Ừ. Lỡ ba lần rồi đó mà lần sau sọt ông chạy lên kêu. Cái hiện tượng này cái nhà không biết là cái nhà sẽ giải thích như nào. Đó, đó rung rồi đó. Nhẹ gì đó đó là nhầm đi nước đó. Đó rung lớn luôn rồi đó kìa. Kìa cái nhà. Kìa bàn thờ kìa, kìa. Đấy. Làm chút dạ. Dạ. À, nếu rung mà theo cách như vậy thì thông thường người ta gọi là giống như là cái dư chấn của đất á, dư chấn của đất nó làm cho cái nhà mà rung, tại mình đang ở nhà sàn. Nhưng mà trường hợp này thì mấy nhà kế bên thì có rung không? Nhà tôi bản đó. Dạ. Sát bên cũng không bao giờ xảy ra hiện tượng rung này. Ờ, mạng người ta xuống dưới người ta có tin đâu. Dạ. Người ta gà với sàn hết rồi. Không ăn đồ lại gà hết trơn rồi. À, nhưng mà có một điều cả nhà là khi mình nói là một cái gì đó là giống như mình kêu gọi là một cái đó thì mình sẽ có cái hiện tượng là rung lắc nó xảy ra. Kêu lỡ một kêu lỡ. Như chú nãy giờ nói là giờ rung đó không thấy không? Dạ. Nói vậy đó. Thì mình vừa nói dứt tiếng thì bắt đầu cái rung vậy nè. Mà đêm nào như đêm nấy chú ơi, ngủ ngay không được thôi. Dạ. À, nếu mình nói là bây giờ mình nói rằng là một lần nữa nếu có người khuất mặt ở đây thì hãy cho mình biết rằng là ở đây hiện tại đang có sự hiện diện của người khuất mặt ở đây. Cho con biết rằng là để cho mọi người biết rằng là ở đây có sự hiện diện. À, thì mình có thể làm một lần nữa được không ạ? À? Đó có nhà thôi, có nhà. Kìa. À. Tới đây có cảm giác như là mình nổi da gà nha. À, đứng gần ở đây nè. Sợn gốc luôn á. Đó, rung rất lớn luôn á nha. Wow. Wow, rung chuyển nguyên cả nhà luôn á nha. À. Thấy nổi da gà thiệt sự. Cô ở đây là có mấy người ở vậy cô? 9 người hay 8 người gì đó. 8 9 người gì là 3 người á. Cộng lớn nhỏ là 10. Tổng cộng hết lớn nhỏ 13 người. Dạ. Yeah. Nhỏ 13 nhân khẩu. Không có 3 người chứ ở được 2 3 người rồi thôi. Mùng dân khích bên luôn, không có. Mà sao là ở đông như vậy, cái nhà nhỏ mà. Ừ, dân khích mùng luôn. Dân khích mùng luôn. Dồn vô. Dồn vô ngủ. Nó khó rồi là chạy tuôn dồn vô hết trơn luôn, không dám ở ngoài. Rung nó thấy chưa? Rung hoài là Trung ngồi đây là cảm nhận rung lắc luôn cả nhà luôn á nha. Rung lắc luôn nguyên cái sàn luôn á. Thì nếu như là đó, ngồi đây. Nếu như một người nào đó mà dùng để sức này cũng không thể nào làm được. Dễ gì làm. Dạ. Giờ bằng đêm thì mấy đứa nó lắc đó thì giờ da dòm thì có đứa thấy đứa không nó ngủ, mấy đứa nó ngủ xanh quanh đó ở dưới nó thọt lên hoài. La làng hoài vậy đó.
và là mười mấy người mình sẽ trải dài ra đây dài, đây cả nhà đây là dưới cái sàn nè. Nồi cái trước này là hai mùn nè, chỗ đó hai mùn nè, trong buồng này hai ba mùn luôn nè, bên đó ba mùn luôn đó. Dắt lên là trải ra hết rồi luôn. Hai mùng, hai cát, ba, hai mùng, đang khách, khách người luôn. Em lúc em đang ngủ như vậy là em bị lắc không? Có, lắc hết trơn nguyên người mình luôn mà. Em đương nằm vậy là nó ở dưới cái điểm của nó là nó trọt lên. Nó trọt lên, có khi em sợ ma quá, em khóc, em kêu ba ơi ba. Em thấy bóng người, em kêu ba ơi ba. Sao mà có người ở dưới kìa, ông nhìn lên thì thấy có bà già với nhỏ nít, nó quắn chằn cầu ngang vậy. Bắt đầu nó chụp mình không à. Nó chụp em hết hồi em khóc, em dậy trời hết trơn, em chùm nguyên cái mền luôn. Ba em kêu có tiếng đồng hồ em mới tỉnh tuồng lại. Wow. Rồi ở đây còn ngồi em thấy cái gì đó, hình dáng ai đó rồi còn ai thấy nó không? Nhóc hết trơn, mấy trong nhà này bây giờ là nói chung là ai bây giờ cho thấy là thấy đó. Con nít không nghe chứ người lớn mình là ít có thấy. Mà có đại hạn là em là có thấy, em thấy nhiều nhất. Tại vì em làm như em hạp cái gì rồi, bữa đó ông thầy cũng làm rồi làm cho em luôn. Hiện bây giờ là người ta nói trong mình em á là bây giờ người ta chụp ra hai người rồi, mà bây giờ trong lời mình em còn bà lớn lắm, giờ rút ra rút không được đó. Rồi bây giờ ở nhà em giờ nó rung thượng tiện, giờ nó nhờ rung sang 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 hai bên thiết luôn, đất tối nó làm dữ lắm luôn. Ở đây là có sao mình nói vậy chứ dạ. Mình không nên nấy, mình nên nói nó khác đi không, thì lúc người ta là nghĩ rằng là mình đang dựng lên câu chuyện đấy. Dạ không có đâu, ở đây là không có đâu. Là tức là mình cảm thấy có hiện tượng thế nào thì mình kể lại như vậy thôi đúng không? Dạ là tại vì dính chính này là nhà của em mà em đâu có đặc chuyện nói được đâu. Dạ. Nhưng mà ở đây ở tới 12 người hết luôn hả? Dạ, tổng cộng luôn 12 người lớn nhỏ luôn. À lớn nhỏ luôn. Dạ. Mà bởi dân vì... mùng á, ba mẹ em đều dân khích khích đây nè. Là ở đây không nổi dòng đây không là ba cái mùng rồi đó. Ở đây hai cái mùng nơi chỗ có ba thằng em của em nằm là một cái mùng nữa đó. Ngủ là ngủ túm ở đây không chứ không có bao giờ bước chưa tới trong buồng. Tại vì tới cái nhà cầu em thì nó khó cốc 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 gì anh ngủ không có được. Nhưng mà ở đây đông người như vậy rồi ở như vậy nó khó ngủ như vậy, sao mình không kiếm một nơi nào khác mình ở đây? Giờ đi cũng đâu có chỗ đâu đi kiếm ngủ, giờ nhà mình giờ có ai đâu. Cũng có nhà mẹ không rồi chứ đâu có ai nữa đâu mà mình qua. Nhà mình ở đây tính ra 12 người. Yeah. Mà ở đây như vậy cái rung lắc như vậy mình ngủ không được. Dạ. Yeah. Sao mình không đi kiếm một đi. Cái một nơi nào khác yeah. Mình ở mà mình muốn là... đi dữ lắm chứ. Mà không có phương tiện đi. Để cho ta cho được cái nền thì mình nhớ đi rồi. Ngặt này không có nền này là ở đậu luôn nữa chứ phải được nền nhà đâu. Thì mình không ra ngoài mình mua. Tiền không có lấy gì mua gạo, còn không có ăn đi lấy gì mua nền. Ta cho mãn hôm nay. Ở đây con cái của cô là làm cái gì? Nên mướn không đó, tối đi bẻ dưa không à, chứ yeah. Không có làm hết trơn á. Rồi thức tới giấc đó rồi ngủ chút thì sáng lại 5 giờ đi bẻ rồi. Bẻ dưa ăn thì sống hàng ngày đó. Thưa cái nhà, mà nếu mà theo mà nói về cái mặt gọi là mặt tâm linh á, mặt tâm linh và phong thủy á, mà nếu mà cái nhà nơi mình ở nó không được bình thường lắm á, yeah. Thì cũng sẽ là nó xu khiến nhiều vấn đề để cho gọi là gia đình mình nó không được có một cái thu nhập tốt, gọi là gia đình xào xáo á. Nhưng mà ở đây là may mắn là gia đình mình không có cái vấn đề xào xám vẫn ở chung nhà được, là cái may mắn là may phước của mình. Yeah. Còn việc mà cơ vấn đề mà kinh tế thì đâu đó là hiện tại mình đang khó khăn à? Dạ, yeah, đang khó khăn kinh tế thì tôi đốc thằng này hoài à, đi nói giáp với xã người ta đi, đặng xin cái nhà đi ở. Thì nó khờ quá chú ơi, nó không có dám nói giáp làng gì hết trơn, nó nói lần tôi nói hoài, nó kỳ lắm. Xin ấp cho nhà ở hả? Dạ, xin ấp, đặng ấp ta nói ra đó, đặng ta cho mình. Cái nhà thì mình không mấy, nhà thì sạp đỏ ta nói miễn có cái nền đi. Thì sạp đỏ ta giúp cho cái nhà ở. Đừng ngặt cái mình không có cái nền ở được cái nè. Ừ. Bây giờ tiền thì mua không có. Dạ, tiền thì mua không có, thiệt luôn. Mà nói xin thì cũng khó với dạ, cô. Dạ, thì bởi... Nói vậy chứ bên chính quyền nhà nước mình cũng có cái chính sách nào đó để mà cho hỗ trợ. Dạ. Chứ không phải là tự nhiên mình xin là có được đâu. Nói đó gì? Mình cũng hiểu thông cảm cho anh chính quyền. Thì bảo vậy mình cũng nghĩ cũng phải ráng ở chứ làm sao vậy. Bây giờ khó khăn phải ở, ráng ở. Dạ, khó khăn phải ráng ở. Xin người ta mà. Người ta cũng bán chịu cho mình trả góp, mà ngặt có một cái mình còn kiếm tiền nhà nước nuôi bò đó. À mình có quay tiền nhà nước nuôi bò hả cô? Dạ, dây còn bò chết rồi hôm nay cấp mà bệnh dịch đó, chết hết bây giờ còn thiếu nợ nhà nước 30 triệu. Trước cô nuôi ở đâu? Trước đó đó. Trước bây giờ là chết hết trơn luôn rồi. Giờ còn thiếu 30 triệu nhà nước. Rồi
bây giờ đâu có bây giờ nợ cũ chưa trả thì sao dạ, mà có tiền để mà vay để mà trả nợ mới đây. Em làm mấy đứa con? Ba đứa. Bà cha nó chết rồi, bị sốt xuất não chết, không có tiền khả năng thì đi mặn rồi về, cha nó chết luôn rồi. Mất lâu chưa em? Mất lâu cũng 6 năm rồi. Ồ vậy là lúc đó là bé còn nhỏ lắm hả? Còn nhỏ em nuôi với bà mà em đồ nuôi tiếp em đó, chứ em không có được nào khả năng nào mà nuôi tiếp nổi chứ. Lúc đó là em sống ở đâu? Sống với mẹ luôn. Ở đây luôn hả? Dạ, hồi nào giờ em sống đây với mẹ không à, tại vì em ở đây em đi làm, tối em đi làm về chăm sóc mấy thằng nhỏ đang cho mẹ em giữ mấy thằng nhỏ tiếp em. Ừ. Và bên chồng em tốt ở dưới Kiên Giang chứ mà chồng hồi chồng em chết giờ em về đây mở luôn tới bây giờ. À, là trước đó là chồng em cũng sống bên Kiên Giang luôn. Dạ có. À là em về đây bao lâu rồi? Về đây đúng 6 năm mà chồng em mất 6 năm là em về 6 năm luôn. Lúc đó mình ở ngôi nhà cũ hả? Dạ nhà lá. Nhà lá. Dạ nhà sụp sụp anh nhìn anh không muốn lên luôn á, nhà đó siêu dẹo dữ lắm. Lúc đó mình ở có hiện tượng gì rung lắc không? Dạ mới đầu thì nhà kia thì không có. Hồi mà từ cắt cái nhà này lên tới bây giờ mới có. Mới đầu thì nói sao mà cái gì mà nó lắc hoài nhìn nói thì mấy nhỏ giỡn không à. Rồi ba em mỏng mới nói gì nè, thôi để ba y bay gì đừng giỡn nó, ba im cho tao coi coi. Thì mới đầu đằng nhà đằng này lặng hâm hết trơn, ngủ hết trơn rồi mới làm giật tật làm hoài, từ từ sau này nó mới làm phát triển lên mạnh luôn. Đó, rồi đằng này súng lại sơ quá trời sợ đi, mẹ con đồ anh em đồ nó súng lại dồn ra trước này ngủ hết trơn luôn. Rồi mới sau này mới kêu bà ngoại với cậu được xuống chơi. Rồi hỏi bà ngoại có ở mình nên thôi, mà kêu ngoại ở đây đi, bà coi tiếp mấy nhỏ đang cho mẹ bắt đầu cơm nước cho mấy anh em đồ ăn đừng đi làm rồi nè. Đi bẻ dưa thức đi bẻ mướn cho người ta. 3 giờ đi rồi. Nó rồi khi mới vừa nằm thi thể nó làm tật hoài thì ngủ không có được thì ngồi đi luôn. Thì anh biết cảnh hoàn cảnh em giờ là con em ba đứa nhỏ nhỏ gì không nó học, bây giờ cũng không có cho tiền, không có tiền cho nó đi học luôn nữa. Ủa là nó còn đi học không hiện tại? Dạ còn. Giờ lớp em thấy cái khả năng là em à? Không có tiền cho đi học, em cho con em nghỉ luôn. À đây là một đứa không, đây là đứa thứ mấy? Đứa này thứ ba, thằng đó thứ hai đó, thằng nhỏ. Rồi con bên đây con trai. Rồi còn đứa nhỏ ở đâu? Đó. Đứa nhỏ nhỏ xíu nãy đó anh. À, nhỏ dạ. Nhỏ xíu nãy đó. Con đã học lớp 6 rồi con? Dạ. À, rồi đang nghỉ hè đúng không? Dạ. Còn bé học lớp mấy rồi con? Lớp sử sản qua lớp 4 qua lớp 3. Ừ. Là lớp 3 lên lớp 4. Còn đứa bé con học kia học lớp dạ, mấy? Dạ chưa. Em bé nó còn sữa nữa, chưa lớn nữa. Còn nhỏ lắm. Rồi thấy chồng sớm ở thấy gì người ta cho giúp đỡ, người cho người này, người kia cho mà đồ này kia vậy đó. Ở sớm thấy khổ, cho mẹ con em gạo đồ ăn, cho tiền mấy tiếp nhỏ mấy nhỏ tôi đi học, dì Út nó cho tiền hoài chứ gì. Ừ. Thấy khả năng em làm không nổi thì lớp nào ngoại cho, cồ cho. Em mình, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 37 tuổi rồi. Ừ. À, bây giờ là phải gánh ba đứa con ở trong một cái ngôi nhà có 12 người mà phải sống chung một trong một ngôi nhà thế này và cũng không thể nào đi đâu khác được. Trong những cảnh mà tối phải ngủ là phải ngủ chen chúc với nhau, xung quanh với nhau, phải nằm chen với nhau và với cảnh là phải lo sợ là mỗi ngày như vậy. Yeah, em cũng ước gì có một chỗ an toàn cho mẹ con em đồ đang ngủ xong em đặng còn yên tâm để con em nữa, đặng em còn đi mặn với tiếp đồ này kia nuôi con em nữa. Ở đây là tính là mấy gia đình hết em? Nè hai đứa em nó mới lên chơi, đặng nó ở, đặng nó bẻ dưa rồi nó cũng về. À. Rồi thằng đó, thằng em đó nó ở trong nhà với nhà cha mẹ là nuôi cha mẹ. Còn em có chồng rồi, chồng em chết em cũng về đây em ở với mẹ em rồi. Để mà cô chú mình, anh chị mình hình dung rõ hơn thì Trung sẽ cho cả nhà mình nhìn xem ở dưới cái sàn này có gì dưới đây cả nhà nha. Tất cả thì đây chỉ là những cái trụ này, những trụ này thôi. Đang cả nhà, đó, toàn là những trụ này thôi cả nhà. Bình thường nó không có một cây hết. Ngoài là mã nhiều lắm. Cái gì phía sau kia có mã hả? Cả nhà. Phía sau kia kìa. Ô chuột cha. Mã của bà cậu con là mới chết. À. Mới chết cả tháng rồi. Mới mất cả tháng con. Dạ. À phía kia mã bà cậu.
Còn kia mắt cũ rồi con biết có ai không? Dạ biết. Cô ông cồ con nữa. Cô ông cồ con hả? Dạ. Hai cái mã nằm cái bên đó. À phía bên kia có mã đó kìa kìa. Dạ. Kìa. Bên kia kìa. Mã đó là không có chung dòng họ với con là con biết. Ồ. Trong cái ở gần đây cả nhà, ở gần đây mà nó có những cái mã như vậy thì đâu đó thì người ta cũng sẽ suy nghĩ tới những câu chuyện tâm linh mà chúng ta không biết được. Ở đây nếu mà nó có một cái mong ước nào mà ở hiện tại thì cô có điều gì có mong ước cô ha? Có mong ước là ở yên ổn gì cho con gái nó mà ăn cho ăn với người ta cho thôi chứ có ước gì nữa giờ. Nhà kia ở yên là không yên ổn được mà ăn không được thành ra đối lên đối xuống nè. Nó rung dị hoài đó, không gì được đâu. Dạ. Yeah. Ờ tôi ham dở đi đừng có cái nhà mà khác mà ở đừng cho yên ổn đừng cho con nó mặn. Dạ. Yeah. Để con cháu nó bu nghẹt hết trơn đây mà không có sợ gì mặn được hết trơn. Cứ như là đang có ai đang nghe câu chuyện này. Yeah. và đang có những cái gì muốn trả lời lại gì đó. Dạ. Yeah. À, thưa cô, cái này thì chắc là đầu tiên thì hôm nay con ghé gia đình cô á. Dạ. Thì con thấy đây là một hiện tượng hết sức là lạ. Ừ. Nhưng mà đâu đó thì con cũng nhìn thấy là gia đình mình cũng có những khó khăn. Dạ. Thì coi như con có một chút xíu đó con gửi cho gia đình mình cô nha. Dạ. Để gọi là có một chút xíu là trang trải nho nhỏ thôi. Ừ. Một chút quà nho nhỏ của Mạnh Thường Quân gửi cô nha. Dạ. Đây là số tiền 2 triệu này con sẽ gửi cho cô. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, để cho cô... Cảm ơn mấy chú. Cái là của Mạnh Thường Quân gửi. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, con xin mình tên Mạnh Thường Quân Trung sẽ để dưới màn hình cả nhà nha. Để dưới màn hình để cho cả nhà mình được biết. Thì hôm nay Trung không có chuẩn bị kịp. Hôm nay vô tình đi đến đây và biết được một cái trường hợp như vậy. Dạ. Yeah. Em gái lúc nãy đâu rồi? Em gái cho qua em gái. Qua anh họ thăm cái. Dạ. Yeah. Trường hợp của em gái này cả nhà thì cũng là một cái trường hợp mà cũng là một mình người mẹ ở 37 tuổi rồi mà bây giờ phải nuôi ba đứa con. Và trong lúc thế này thì em thường thì em làm công việc gì để mà kiếm sống vậy em? Dạ em bẻ dưa leo mướn cho bà chị. Một ngày bẻ được bao nhiêu tiền? Dạ bẻ ngày được mấy chục ngàn, tại vì bẻ về sớm cũng 8-9 giờ em về rồi. Dưa leo mướn hả? Bé dưa mướn mà. Thì cái kiểu như là bây giờ chắc là ai mướn gì đó thì mình làm đó đúng không? Dạ. Thì ai mướn gì làm nấy. Dạ. Ba. Ai kêu gì em làm. Ba bốn mẹ con vậy đó, ở vậy đó. Ừ. Này anh gửi cho em nha. Dạ. Anh gửi lì xì cho em. Dạ. Cảm ơn mấy chú. Cảm ơn mấy anh mấy chú. Số tiền này thì của một Mạnh Thường Quân không có tên đã đặt giá. Dạ. Hỗ trợ cho em. Dạ. Cố gắng em nha, cũng hy vọng thôi chứ không biết thế nào hết. Thưa cả nhà, chắc bây giờ Trung sẽ hỏi thăm một lần nữa. Nếu mà ở đây á, ở đây mà nếu như mà người khuất mặt ở đây nghe lời Trung có thể trao đổi nói chuyện được á, thì hãy cho Trung biết. Nếu mà trường hợp mà muốn cho gia đình ở đây có một nơi nào đó để mà đi ra ngoài ở, có một căn nhà ở không còn ở đây nữa, thì hãy cho Trung biết nha. Hãy cho Trung biết là hãy rung lên để cho chúng biết rằng là những người không mặc không mày ở đây là muốn cho gia đình đi ra ngoài ở. Đó, rung cả nhà. Rung nha, rung được cả nhà. Có nghĩa rằng là rất muốn, nhưng mà có một điều rằng là bây giờ không có ai giúp đỡ cũng như là không ai hỗ trợ thì không có đây thì làm sao mà để cho mình đi ra ngoài. Chắc có thể nếu mà trường hợp nha là những người đang khuất mặt ở đây thì chắc chắn là không muốn những người cõi dương của mình á là ở chung sống đâu, bởi vì là họ cũng muốn được một nơi nào đó để yên ổn, êm ấm, để không ai động đậy tới họ. Đó là điều mà theo như mà thuyết mà về cái cõi Phật á, thì là sẽ là như vậy. Cũng hy vọng rằng ở nhà, cũng hy vọng rằng là sau video này thì có những cô chú anh chị nào đó quan tâm tới để mà tìm hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này, để xem thực hư câu chuyện thế nào, để có những cái gì đó mà giúp cho cái câu chuyện này sẽ kết thúc, không còn một việc mà nhiều người tới tò mò và đưa đến lui thường xuyên để tới để coi xem những cái hiện tượng hết sức là kỳ lạ ở đây. Trung cũng xin phép là khép lại video đây luôn. Cảm ơn cả nhà
đã theo dõi, và hy vọng rằng là một điều gì đó thần kỳ cũng giống như câu chuyện thần kỳ ở đây đã mang đến cho chúng ta. Và Trung xin gửi lời chào tạm biệt.